Oh my god, tụi bay ơi, từ hồi sáng tới giờ tao lướt Shopee, tao lướt Lazada, tao lướt Tiki, tao lướt Sendo. Không có một cái mặt hàng nào mà nó hot như mặt hàng này luôn. Cực kỳ hiếm, siêu hiếm luôn. Oh my god. Giật 3 lần. Giật mình 3 lần luôn, trời ơi. Mấy đứa coi clip mình chắc giật mình chắc 4-5 lần. 1.000 đồng. Việt Nam, không phải nước ngoài, có in hình Bác Hồ. Cái mà muốn nhức đầu luôn, nhức đầu nhức răng, đi ra ngoài tiệm nha sĩ sửa răng lại luôn. Trời ơi, tờ tiền siêu hiếm không thể tìm ra, là duy nhất có một mình shop mình này đã bán thôi đó. In hình Bác Hồ làm gì mấy tờ kia có, mấy tờ tiền đô làm gì có, mấy tờ tiền Campuchia làm gì có, rất là hiếm luôn, thật là siêu hiếm, tìm mãi không ra trên cái đất Mỹ luôn. Không tin hỏi anh Thông Bắp. Ok bạn, vô bạn. 4.000 đứa mua, nghe xong muốn chấn động, chấn động mà rung tay luôn á. Mua tờ 1.000 với giá 2.000, quá lời, một thương vụ cực kỳ lãi, quá lời, không có một miếng lỗ vậy luôn. Còn chưa tính tiền ship nữa, 42.000. Mua cái tờ 1.000 ship 42.000, nghe xong cái tay đã rung cầm cập đây nè, hẳn hán lời luôn. Đứa nào đã từng mua thì comment coi, mua gì làm cái gì, lý do, hãy cho xin một lý do, một lý do thật là chính đáng, quá ghê gớm luôn.